Chào chú bác mình nha. Hôm nay lên chú bác video bao gồm 26 mã hàng như thế này. Hàng rất là rẻ anh em, giá từ vài trăm ngàn thôi. Đó, từ bình dân cho đến cao cấp. Với anh em chú bác mình xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha anh em. Về phí ship cái kinh phụ này sẽ tính anh em mình là 20 ngàn trên một đơn thôi. Hai đơn sẽ bao ship, tất cả đều ship nhanh, đóng ống nước cẩn thận cho anh em mình. Ngân hàng kiểm tra nó vẫn trả tiền. Đó, mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192035 em tên nghiệp nha. Tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube, anh em lưu giùm em. Cái mã đầu tiên là cho em mình, đây là một bao cần. Nó dài 1m2, nói chung cái bao này không có đẹp nha anh em. Thứ nhất là cái ngăn kéo phụ nè, nó bị đóng muối nè. Hiện tại là anh em về phải ngâm B7 anh em gỡ giùm em ha, em chưa thời gian làm. Cái thứ hai là cái viền cứng cứng này anh em, nó gãy nè. Nè, đó, mấy cái viền cứng cứng này nó gãy nè. Còn cái dây kéo chính thì xài bình thường đây, thấy không? Vẫn còn dây đeo. Thì anh em nào không chơi hình xấu á, chỉ cần có để cho mình đựng đi câu nữa anh em. Được là được hết. Thì cái này mã số 1 em bán cho anh em mình giá là 100.000. Mã số 1 nha. Đó, bao hàng Nhật Bản. Dù sao nó cũng tốt hơn mấy cái bao anh em mua ngoài chợ nhiều nè. Ngoài chợ nó đẹp thôi nhưng mà nó không có bền. Còn cái này thì nó bền nhưng mà nó không được đẹp. Có 100.000 thôi, cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Rồi tiếp anh em, mã số 2 là cái bao da. Một cái bao da nó hơi dơ nha, bao dài 1m4 luôn anh em. Nè anh em thấy không? Đóng bụi đóng dơ rất là nhiều, cũng dây đai dây kéo đồ hoàn thiện hết. Dây đeo cũng còn đầy đủ, không hư gì luôn. Chỉ có một cái điểm trừ, nó có hai cái ngăn phụ nè anh em, chút xíu điểm trừ nha anh em xem. Ngăn phụ nè, hai ngăn phụ luôn nè, hàng da, da thiệt luôn á. Là cái hàng da chỗ này anh em nó bị bung chỉ nè, về mình coi mình may lại. Nha, da dính vô đây nè. Về mình coi mình nghiên cứu mình may lại. Dài 1m4 luôn anh em. Nè, bao da nha, bao da nhược xịn. Cái mã số 2 bán em mình giá là 250. Nó chỉ bị đậu cái này thôi, còn lại tất cả ok hết. Còn cái này về rửa cái sạch là đẹp lắm ấy. Hơi dơ thôi, hơi dơ do đóng bụi lâu ngày thôi. 250 mã số 2 nha anh em. Và tiếp anh em mình combo hai cái cần lu rút, hai cái cần rút mini. Thu gọn của mình là 40 cm nha anh em, cả hai cần đều chất lượng là phíp. Hàng đẹp, khoen dòng sứ. Màu xanh xanh là giả quang anh em. Chỗ này cái miếng nhựa giả quang chỗ này nó hơi hở lên nè. Về mình kiếm miếng keo lên thôi, hai mình chấm lại. Rồi, như vậy thôi. Còn lại là đẹp. Một cây dài 1m65. Rồi cả hai cây đều dài 1m65 anh em, hai cần lu rút luôn. Nè, lu là 5 đến 20 gram nè, cây này nó cũng tương đương vậy. Là hai cây này dài khoảng M, cần lu rút nha anh em, thu gọn 40 cm. Chất lượng là phíp, hàng đẹp, mới. Nguyên bản hết. Thu gọn 40 cm, chất lượng là phíp nha. Combo hai cây này mã số 3 em bán cho anh em mình giá là 200.000 nha anh em, mã số 3 200. Tiếp như mình cũng làm một cặp nữa nè, hai cây này cho anh em mình câu bè, câu tôm luôn nè. Đó, một cây thì mới chưa sử dụng, còn một cây thì đã qua sử dụng. Nè, cây này cứng 15 dài 1m8 chuyên câu bè nha anh em. Khoen nè, khoen này là khoen Fuji đá xám. Cây này thì nó gãy ngang đầu buông chút xíu nữa nè, nó gãy khoảng chút xíu trên đầu buông khoảng chừng 3 cm thôi. Thì cho em để đây nó câu luôn cũng được, nó khỏi cần thay bu nè. Nếu có đầu bu thay là chỗ này không có thì để gì câu bình thường. Nè, nào cây. Cả hai cây đều chất lượng phép nha, còn cây thứ hai là cây Ikeda, Ikeda 2 khúc nè. Còn cây này thì mới chưa sử dụng. Dài 1m65 nha anh em. Hàng của Murai, hàng China, sản xuất xuất Nhật. Nè, hàng Ikeda. Đó thì hai cây này em bán cùng một mã nha anh em. Hai cây này mã số 4 em bán cho anh em mình giá là 200.000, giống như cây này là Ikeda nè. Câu có thể câu tôm nè, câu cá tráp cá hành luôn nè, còn cây này có thể câu cá tạp được nè, hoặc là câu mấy con cá ở trong muống trong rạn đâu được nè. 15 1m8 nó giống kiểu như hay chi anh em, mà chất lượng là phép nha. Hai cây này mã số 4 200.000. Tiếp nguyên một bó này 6 cây luôn. 6 cây trong này nó có 3 cây một khúc là như thế này. Nè, bên Nhật nó có hai cái kiểu nữa nè, một khúc nó không có khoen gì hết, giống như một cần tay một khúc vậy đó. Nó dài cho khoảng 1m 1m2 nè, 3 cây nè. Thấy không? 3 cây không có khoen gì hết, nó giống như một cái cần tay vậy thôi. Đó, giờ cho anh em chắc câu trên bè trên xuồng nó câu tôm rồi đó, câu như thế này. Là 3 cây thứ này, còn 3 cây còn lại là có một cây cần trúc Nhật nghệ nhân. Cây trúc Nhật nghệ nhân thì nó xài nó câu cái câu cứ thủ công đó nè, nè, nó vẫn còn cục chì rồi nè. Nên pha nó câu bằng dây, dây thì nó quấn vô đây nè. Còn đây mới con máy thì về mình gắn cái bắt máy đi nó nè, kiếm bắt máy kẹp gắn vô là máy câu thôi. Khoen đầu thì đủ hết, hàng thủ công trúc Nhật ngọn sợi tinh nè. Còn hai cây này là hai cây một khúc. Hai cây còn lại là hai cây một khúc dài 1m2. Hãng Osuzumi nè, hàng China xuất Nhật nè, chất liệu cũng là phíp nha anh em, dài 1m2 thì hai cây này là một khúc nó nguyên bản. Cây này cán gỗ đẹp nè. Đủ hết, mấy cây này nói chung là không có gãy mà nó cũng không có hư khoen, đủ khoen đồ hết luôn. Đó, nói chung là 6 cây này bán cùng một mã nè, về cho anh em là chuyên câu trên bè đó, đặc biệt là anh em ở dùng An Giang đó hoặc Châu Đốc rồi đó, cái câu mà bè thuyền rồi đó thì câu này. Thì cái này 6 cây này mã số 5 em bán cũng có 300.000 anh em. 6 cây nha, giờ anh em muốn mua lẻ cũng vậy, bất kỳ một cây nào cũng vậy, cũng 300.000 một cây. Đấy, hết cũng 300.000. Đó.
Rồi tiếp đi mình cây này một cây súp lở nha em, một cây súp lở chất liệu là phíp bắt máy Fuji nè, cây này dài 3m6 size M, hàng made in Korea, chất liệu là phíp anh em, phen là phen mũ nhựa dòng sứ đá trắng, có một phen bị nứt nè, về mình coi mình dán lại, hay nào có phen khác mình thay vô, phôi thì đẹp, hoặc là anh em có thể lấy phôi về, anh em làm cần tay đánh rượm hoặc là một số anh em mình làm gì cây xịt thuốc nó hỏng gà, có nhiều người hỏi em thì kiếm một cái này nè về để dành mình đi xịt thuốc lúa rồi đó sau rồi đó, thì mua mấy cái này là 200.000 chứ còn rẻ hơn đâu có anh em, cần câu mà đó, giờ dập gãy cũng vậy, giờ mất cái ngọn này nó bán này không cũng 150-200 chứ đâu có bán rẻ hơn được đâu, cứ thể hỏi em hoài thì mua mấy cái này nè, hư khoan nó về mình làm 3m6 nè, đẹp nè, mã số 6 200.000. Tiếp đi mình cái này hai khúc, cây này thì hai khúc là cây này hãng của thằng Olympic cho anh em, hai khúc hai chi nha, hai khúc nè, dài 1m8, cứng tầm khoảng 30, khoen là hoàn thiện dòng sứ đá trắng, chất liệu là phíp, hàng Olympic nó, anh em chuyên câu bè chuyên câu hai chi thì mua cây này mã số 7 giá 200.000. cái này ngọn của mình là 1 ly 9, gần 2 ly. Tiếp với mình cái này cái cần tay lóng ngắn tầm khoảng 3h, thu gọn là 20-40, thu gọn 50cm, dài 4m rưỡi nè, tầm khoảng 3h lóng ngắn nè, tay cầm quấn chỉ cầm cho khỏi trơn trợt nè, ngoại hình đẹp nè, không có lỗi gì hết, chất liệu là phíp, cần tay lóng ngắn, chất liệu là phíp, tầm khoảng 3h, ngọn của mình là 1 ly, thu gọn 50cm. Em báo cân nặng luôn nha. Cân nặng của mình 200g, mã số 8 200.000. Rồi không thích lóng ngắn thì chơi lóng dài, cây này cũng 4m rưỡi luôn, cũng tầm khoảng 3h luôn nha, một cái cần tay lóng dài chất liệu cũng là phíp luôn, có chạy xước mà không có sức mẻ vậy nè, chạy xước cũng ảnh hưởng tới phôi đâu nè, một cái màu đẹp nè, 3h nha nè. Ôi cây này 5m4 anh em ơi, 6 lóng 1 2 3 4 5 6, cây này 5m4 nha anh em ơi, 5m4 nha, phải 4m rưỡi đâu, 5m4 đây nè, bốn rưỡi, ngọn 1 ly, cân nặng của mình là 220g, mã số 9 200.000. Tiếp như mình cây này là cái ISO nha anh em, cây thu gọn của mình 80cm anh em, một cái ISO khoen nhỏ nè, ISO biển luôn nè, bắt máy Fuji, fan Fuji nha. Ây da, chị bị bức, dài 5m anh em, ISO biển nha, độ tầm khoảng số 3 số 4 ISO biển, chất lượng là phép, tất cả fan Fuji hoàn thiện không nứt nha anh em. Đó, anh em đã đi xu biển bạo lực thì mua cái này giá 200-300 cây, về tha hồ mà câu, hàng là hàng chất lượng của hàng Nhật, công nghệ sản xuất của hàng Nhật, nhưng mà hàng cũ đã qua sử dụng, giá nó rẻ, ngọn 2 ly như nè, thu gọn có 80cm thôi, cái xô khăn nhỏ dài 5m, cân nặng của mình 460g, mà số 10 giá 250. Tiếp với mình cái Ikeda, cái này mới chưa sử dụng còn luôn cái bao nè, đó dài 1m8 nên em hai khúc, thu gọn trăm, thu gọn mét nè, ngọn 0.7, hãng của thằng Murai gì nè, hàng China nha anh em, Ikeda mới chưa sử dụng cho anh em mình luôn. Đây. Chất liệu là phíp luôn nha anh em. Đây. Mới chưa sử dụng, Ikeda đẹp lắm nè, 1m8. Rồi, cái này mã số 11 cũng 250 luôn. Có nút, em gắn nút vào cho anh em mình. 11 250. Tiếp với mình cây này một cây cần tay dây trong, cây này cứng tầm khoảng 5h anh em, 5h, dài là 5m2, bắt máy Fuji nè, khoen luồng trong nè, cây này cho anh em đánh bạo lực nha anh em, chất liệu cũng là phíp luôn, một cái màu đen ngói đen tù lùi luôn, có trẻ xước, chất liệu là phíp, tầm khoảng 5h nha, cây này anh em quấn săn hàng cá lớn được nè, 5m2, ngọn to, ngọn 2 ly 2, cân nặng của mình 386g, cây này mã số 12, bán cho anh em mình giá cũng 250 luôn. Tiếp như mình cây này cây súp khoen gập nè, chất liệu cũng là phíp, ngoại hình đẹp, một sơn đen móc nè, bắt máy Fuji, tất cả fan Fuji luôn, dài 3m9, hàng made in Korea, cứng tầm khoảng 25, tất cả fan Fuji hết, không nứt không hư, phô sơn đen móc, có trị xước, ngọn là ngọn sơn trắng dạ quang, cái đọt này đọt là 2 ly 8 anh em, cân nặng của mình là 330g, mã số 13, 300.000. Tiếp với mình cây này là cây trúc nhật nha, có bao cần, có bao bị rách rồi, nói chung vẫn bỏ tạm được bình thường, cây 3 khúc 36, hàng trúc nhật, cứng lắm anh em, cứng khoảng 30 cần đánh lục, là cứng khoảng tầm 60-80 cần lăn xe cho anh em mình biết,
Đó, anh em nào thích mê với mấy cần trúc nhật nghệ nhân nè, nó có khắc chữ ký cho này ký hiệu này nữa nè, lóng là tất cả lóng hết, thấy không? Ba khúc như là cứng lắm nha em, khoen rồi nè. Mấy cái chỗ này em nghĩ chắc chỉ nó bị bung, nó lấy bằng keo nó quấn lại nè. Anh em mình coi về mình nghiên cứu mình làm cho mấy chỗ này lại, mấy chỗ này nè là nó quấn bằng keo. Anh em mình coi, chứ phôi là phôi nguyên bản nha em, cái ngọn là còn có cái gia cố lực nè. Mấy cái này nó làm thêm nữa, gia cố lực tải cho ngọn cần anh em, chứ không phải nó làm cho đẹp đâu. Ha. Ba khúc anh em thích chơi sưu tầm đồ cổ vậy nè, ba khúc 3m6 kiếm ra đâu, đảm bảo anh em mình cần trúc nhật mà ba khúc 3m6 mà độ cứng cao này kiếm ra đâu. Cây này có cái là nó không được bóng đẹp, thôi muốn đẹp thì về mình sơn cho nó một cái lớp bóng lên đó, nó đẹp lại luôn. Ngọn to anh em, ngọn ba ly ba ly tư gì đó, cây này mã số 14, bán cho chú bác mình giá là 300.000, có bao cầm nè, mã 3 bs rồi, nói chung là bỏ vô tạm được. Tiếp đó như mình cây này là ba khúc 32 ngọn luôn, mới cũng như chưa sử dụng, hàng Olympic nè. Đó, thông số chi tiết mình nắm đây nè, 3 khúc 2m4 nè anh em. À, thu gọn của mình cái gì đây, nặng cứng 40, nặng 260g, có bao cần luôn. Hàng Olympic, nội địa Nhật, chất liệu cũng là phíp luôn. Đúng không? Mới tinh, cán gỗ nè, mới gần như chưa sử dụng, khoen này hoàn thiện, không nứt không hư nè, 2 ngọn luôn. Cứng 40, em nghĩ thằng ngọn cứng 40, ngọn cứng 60 đây nè, thường thường mấy cái này như vậy ha, hàng đẹp hoàn thiện. Ba giá 300.000 anh em, mã số 15 300.000. Hai ngọn ba khúc. Tiếp mình một cây súp ba khúc quấn bạc vải, cây này cứng lắm anh em. Nếu mà so với nó cứng khoảng cần BX luôn á, chứ không phải CX đâu. Nhưng mà nó cứng của BX của cần flip nên nó không đắc, chắc chắn là nó không nảy bằng cần carbon rồi anh em. Nhưng mà em nói cây này độ cứng cao, ba khúc 39 nha. Hàng của thằng Olympic Amazon, cây này đẹp nè. Ngọn to nè anh em, độ cứng cao nha. Ngọn 3.5 ly, 3 khúc 3m9, ngoại hình đẹp, giá 400.000, cân nặng là 710g, mã số 16, chỉ có 400.000 thôi nha anh em. Hết hàng phíp, chỉ qua hàng carbon. Carbon thì có mấy cây đây nè, cây này cây lua máy đứng nha anh em. Hàng carbon nè, hàng carbon rod, hãng Wencoren, hàng Korea, sản xuất xuất Nhật nha, made in Korea nè, dài 1m8. Tải cá từ 2 đến 10 lb bao, lua mò được từ 1/16 đến 3/8 OZ, hàng carbon xoắn. Tất cả mình fan Fuji đá xám hết anh em. Anh em tập lua rồi nè, mua cái này về chơi. Họ chỉ có 300.000 thôi, còn 2 ly nha, đẹp tha hồ mà câu luôn. Lua banh sát cây này về mình chết mẹ, cái này thiếu một khoen điều 3 rồi đây. Mất khoen điều 3 rồi, thôi bán anh em mình 200.000 thôi, về kiếm khoen khác gắn vô. Nha, ai mua thì mua, mã số 17 nha nè, bán 200.000 thôi, anh em lưu ý giùm em cái này là mất khoen điều 3. Bán 200 thôi. Ui bóc ra mới thấy. Bớt đi mình 100.000 tự kiếm khoen điều 3 về thay vô. Nha, mã số 17, 200.000. Tiếp như mình cây này kỹ xô khoen nhỏ nha, cây này hàng carbon, cây này mã chrome nè, nhưng mà cái góc chạy xước quá nhiều. Không, góc chạy xước quá nhiều, mà phôi trông đẹp anh em. Cái này là dòng mã chrome nè, nên nó bóng bắt máy Fuji. Tất cả fan Fuji hết đọt 2.5m4 luôn nha anh em, hàng carbon. Bon rod đây. Ừ, góc chạy xước nhưng phôi trông đẹp nha, tất cả fan Fuji luôn, bù lại là nó zin nguyên bản hết. Chưa gãy, chưa hao hụt, carbon xoắn. Ừ, anh em đánh ISO thì đánh, không đánh về hạ tay cũng được. Bù lại, nói chung cái góc xấu thôi, chứ lóng ở trong thì nó không có xấu gì nè. Lóng ở trong không chạy nhiều hết. Hàng này nguyên bản hết. Ngọn nè, ngọn 1.7 ly. Đọt số 2.5m4, cân nặng của mình là 256g. Mã số 18, bán anh em chú bác mình giá là 400.000 thôi. Giống như anh em mua một cái phôi về, anh em mình đánh ISO, hạ tay gì đó, bán giá bằng cái phôi thôi, 400.000. Tiếp theo như mình, cây này cây quýnh lăng xê cho anh em. Lâu rồi mới gặp cây này, nhưng cây này nó lại không nguyên dạng lắm. Cứng 30 và 3.5m, hàng made in Taiwan nha. Hãng của ông Daiwa dòng Misaki nè, mấy cây em có chữ Misaki nó mắc như quỷ vậy. Định vị luôn em, cây Daiwa bắt mắt Fuji nha, hàng Daiwa. Có chạy xước dơ, khoen của mình nè. Tất cả là khoen Fuji hết luôn. Nhưng mà khoen của mình thì nó không nguyên nha, như khoen thứ 3 là nó khoen nè, khoen thứ 3 nước chân khoen nè. Cái khoen thứ 2 nè, khoen thứ 3 này có nước chân khoen nè. Nước chân khoen như nè, 4 5 cái khoen bị nứt rồi đó, vậy anh em mình coi, mình xử lý mình dán keo lại. Nha. Tất cả là khoen Fuji, tình trạng là như thế này, khoen không đẹp nha, khoen nứt nha. Phôi thì phôi đây, cứng 30 và 3.5m nha anh em nè. Coi cái định vị ngọn là anh em biết cây này cây hàng VIP rồi, nhưng mà lâu lắm mới gặp nó lại. Định vị nè, định vị nè, bắt giác của thằng đặc quyền của thằng Daiwa nè. Đó, nè thấy chưa, thì cây này nó gãy ngọn nè, nè gãy ngọn nên cái phần định vị nè. Thì nói chung 3.5m thì anh em cho nó còn khoảng 3.2m đi, ố còn khoảng 3.4m đi, cho nó gãy 10 cm đi. Đó, thì cây này như vậy, em bán anh em mình chỉ có 500.000 thôi nha. Anh em mình khỏi phải phân vân vấn đề đó. Cân nặng của mình là 320g, ngọn của mình là 2.5 ly.
mã số 19 em bán 500. Rồi anh em nào mê em cái cần tay cứng giá rẻ để lấy cây này. Cây này hàng con Ryobi nha anh em, nó là cần tay cho máy dòng nội địa Nhật. Cây này phôi cực kỳ tốt nha anh em, đẹp luôn nữa. Mấy này là dơ chùi ra hết nè, bắt mắt Fuji. Dài 4,5 m trăm vàng nội địa nè anh em. Tầm khoảng 5H nãy nha, thẳng tưng, không cong miếng nào hết. Tất cả fan Fuji, carbon xoắn. Hàng nguyên bản hết nha em, nè, có đầu bu luôn nè. Thì anh em là về muốn lấy thì về tháo hết khoen này, lấy bằng khoen làm dành dựng cần nghĩ cái đa. Còn cây này trả lại nguyên bản, trả lại nó làm cần tay anh em, câu phô rất là dày này nè. Nên cây này anh em muốn săn hàng được nha. Dạ 4,5 m, tầm khoảng 4,5 m, 5H gì đó. Tay chảo máy cân nặng mình 152g. Cái này mã số 20 bán em mình là 700.000. 700.000 rồi nha. Tiếc cây này cây số lớn, cây đai qua nè. Cây số lớn đai qua, bán anh em mình giá cũng 700.000 thôi. Bắt máy Fuji đai qua, đột số 3 dài 5,3 m nha anh em. Một cây hàng sản xuất tại Taiwan, xuất trực nè, đột 3,5 m nha, cái ISO càng lớn. Hàng đai qua, cây này là đai qua hệ anh em, không phải đai qua thường đâu. Tất cả mình fan Fuji. Không nứt. À cây này gãy ngang mẹ cái ngọn anh em, cũng sao. Cái ngọn này hạ xuống mấy hồi nha. Cương đây bỏ lấy cái cương đây bỏ nè, tháo bu này hạ xuống đây thôi. Chuyện bình thường. Giờ em có làm nên em cũng không biết đâu, nhưng mà lỡ gãy thì em để cho anh em mình xem luôn. Ví dụ giờ làm bây giờ em có thay em làm lại em cũng sẽ nói anh em mình là nó gãy ngọn. Bản chất em bán hàng là phải như vậy ha. Dù lỡ như em có thai đi, em không nói đố anh em mình biết cái ngọn nó còn dài nè, nó gãy con xăng ti lên em làm gì biết được. Em không nói anh em cũng đâu biết. Nhưng mà nếu mà em thai em cũng sẽ nói là em gãy ngọn mà hạ xuống. Vậy thôi, cái này dễ anh em, không sao hết. Nha, phen nguyên bản hoàn thiện đột 3,5 m, cân nặng của mình là 377g. Mã số 21 nha, bán em chú bác mình giá cũng có 700.000 thôi nè. Tiếp như mình đây là cần tay, một cái cần tay lớn dài cây Nissin luôn đây nè. Dơ nha, về lau chùi lại giúp em. Không có cũ đâu, cây này hàng Nissin, cây này đẹp ấy. À, dài 9m nha nè. Nha, anh em thấy nào, dơ thôi. Nissin, dòng custom model, cây này hàng đời mới nha nè. Hơi dơ thôi nè, phôi ở trong nè, nó còn đẹp lắm. Bóng lưỡng nè, thấy không nha. Tất cả các lóng này đều zin hết nè, zin hết, không có dập, không có nứt, không có tưa đầu lóng gì hết anh em. Đó, chỉ có hai cái lóng ngọn trên là nó thay thôi nha anh em, hai cái lóng ngọn trên nó thay phôi khác anh em nhìn vô anh em thấy nó khác biệt rất là nhiều nha. Đây cái lóng ngọn, cái ngọn thì cái dây cột đầu ngọn nó bị mất rồi nên lưu về. Và cây này nó cũng thát thẳng nha, tầm khoảng 5-6H cái này, dài 9m thì em bán thôi, thì nó không nguyên bản, nó không zin nên em bán cái giá bình thường thôi. Còn anh em ví dụ chơi về không thích hai cái ngọn này, kiếm cái hai cái ngọn khác mình thay vô ha. Ngọn của mình hiện tại là một ly 7, dài 9m, tầm khoảng 5-6H, cân nặng của mình là 300g. Siêu nhẹ luôn, mã số 22, bán em mình giá là 800.000 nha nè. 800.000 rồi nha. Tiếp được mình cây này ISO khoan nhỏ, cây này hàng cũng đai qua xoắn hai da luôn nha nè. Dơ nè. Mấy cái màng màng bụi bụi này là dơ nha. Nè, mấy này dơ về lau chùi giúp em. Bắt máy Fuji vận đai qua đề cao nè, đọt 26,3 m nha nè. Nó. Cái góc thì anh em nhìn cảm giác thì nó hơi cũ nha, hơi cũ nó hơi dơ. Cái phôi trông đẹp lắm. Hàng nguyên bản nguyên zin, nắp chụp Fuji tất cả fan xích đẹp luôn. Anh em nhìn cái dàn fan xích nè. Bước chưa? Chưa lau chùi mới đẹp gì đó, phôi nè. Phôi trông đẹp xuất sắc luôn. Nó cũng rất là mới luôn anh em, chỉ có cái lóng gốc thì anh em nhìn nó hơi dơ, hơi bẩn và nó có kiểu như là nó hơi cũ cũ tí xíu thôi. Thay vì em bán 1,2 triệu thì em bán giá 1 triệu cho anh em mình thôi. Và nó zin 100% nha anh em. Cây này zin 100%, đọt số 2 dài 6,3 m, ngọn 1,6 ly, cân nặng của mình là 309g. Cây này mã số 23. Em bán giá 1 triệu thôi. Lưu ý là 6,3 m cho cái 5,3 m nha anh em. Cây đai qua Whisker xoắn hai da, hàng nội địa luôn, giá chỉ 1 triệu thôi nè. Tiếp như mình cây này cây súp lông bem cứng 25, dài 4,25 nha anh em, cho chú bác mình đến lục đầu cần lớn tuổi ha. Một cây súp lông bem phen xích định vị đàng hoàng luôn, chứ không phải phen thường anh em. Có những vết sờn chày đây, bật máy Fuji đai qua chính hãng, nắp chụp xịn phen phô xích nha. Thì cái cây này cái phôi của mình nó bị lỗi nên em, nó bị nổ nước sơn lập rộp anh em nè. Tất cả phen phô xích nha. Nói chung cái lóng dưới này nó vẫn còn đẹp, nó cũng hoái thôi. Mấy cái lóng trên này cũng vẫn còn đẹp nè. Có cái lóng, hai cái lóng gần ngọn thì anh em thấy nè. Đó là cái tình trạng này, cái lớp sơn bóng mình nó bị lỗi nè, nó bị rộp nè anh em thấy không? Rảnh về có thời gian thì mình cạo bỏ cái lớp sần này bỏ. Mình sơn lại, còn khoen này, khoen định vị nè. Chỉ có cái lóng ngọn thôi, còn mấy cái lóng dưới là ok hết anh em nè, định vị nè. Cái súp lông bem VIP nha. Nhưng mà thôi, nó lỗi gì đó thì nó bán anh em mình giá 1,3 triệu thôi nha. Khoen không hư gì hết, hàng nguyên bản gỗ chiều dài luôn, cân nặng của mình là 366g, ngọn 2,5 ly. Cây này mã số 24 nha, em bán này mình 1,3 triệu thôi nha anh em.
Cái cây này nếu mà nó đẹp là phải 2 triệu, 2 triệu mấy anh em, dầu súp lông bem định vị mà. Nó xích là cái này. Rồi, tiếp đến cho mình siêu phẩm cho người ta siêu vàng. Một cây siêu vàng mà rút nghe chứ không phải rắp khúc cho anh em, một cây siêu vàng hàng Indo đây. Dài 4,8 m anh em, cây này cứng đều 4H nha. Nguyên zin nguyên bản. Đẹp, giả trúc siêu vàng nha, mấy cây này giá nó khét lẹt anh em. Khét lắm. 1,8 triệu si vàng nha, si vàng đời mới. Còn anh em thích si vàng sáng ít cũ cũ thì si vàng đời cổ. Si vàng Buse 360 đây. Mấy cây này cây đời mới hàng Indo nha anh em, sản xuất gia công tại Indo nha. Đó, ngọn 1,5 ly nha anh em, cũng đều 4H. Căn nặng của mình là 107g. Cây này mã số 25. Bán anh em chú bác mình giá là 1,8 triệu nha anh em. Cây cuối cùng là một cây siêu phẩm, một cây VIP ISO khoang lớn, cây này hàng của thằng Daiko nha anh em. Một cây Daiko. Đó, nó thì 90 với gam Makasu nè, giá cả với thương hiệu nó 90. Mấy chỗ này là dính băng keo dơ nè, tem vàng nội địa, về mình tẩy rửa đi em, bắt máy Fuji Daiko chính hãng đây, power carbon ring. Đó. Gọt 4,5m3 nha nè, bolet cây này mắc lắm ấy, hàng Daiko mà. Cái này là dính dơ băng keo lau chùi nào, phen xích và nó zin 100% nha. Cái này là zin 100% hết, tất cả mình phen xích không nứt không hư khoan nào, anh em nhìn khoan là anh em thấy đẹp rồi, rất đẹp nha. Nó cũng có chạy xước sơ sơ nhẹ nhàng vài chỗ thôi, rất đẹp. Nguyên zin nguyên bản đọt số 4,5m3, chủ yếu là nó Daiko nha. Daiko thì anh em cũng vậy, không có kiếm được sóng ít hai da đâu. Yamakasu anh em có kiếm hai da có đâu, Nissin anh em kiếm hai da có đâu, nhưng mà giá nó nằm trên đồng cây không nằm cái tầm vũ trụ. Cân nặng của mình là 368g, ngọn của mình là cây này là ngọn 1,9. Cây mã số 26 mình bán cho anh em mình giá là 2 triệu nha. Anh em đánh ISO fan lớn thì em khuyến khích là nên mua cây Daiko nè. Coi Daiko nó chuẩn lắm anh em, nó không bao giờ nó gãy tầm bậy đâu. Em bán hàng em biết. Mã số 26 nha, giá mình là 2 triệu. Tất cả mặt hàng hôm nay thì anh em mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192055 em tên nghiệp nha. Xem video nhớ đăng ký ủng hộ em nha, hàng em làm bằng video. Có người đăng ký để có động lực ra nhiều video chứ không phải là em làm video. Em đăng lên để lấy tiền quảng cáo nên tiền quảng cáo nó không có nhiêu tiền nữa nha. Nên chủ yếu là bán hàng thôi. Anh em yêu thương, thích hợp thì đăng ký kênh ủng hộ. Em xin chào.